chết con mình đã gì nó còn đình công nữa chứ, nó không, mình không cho nó ăn nó đình công, giờ nó không thèm đẻ luôn rồi. Rồi ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Roblox Skyblock 2. Thì trong cặp trước mình đã xây được cái chỗ spawn mod, spawn mấy con mod rồi, spawn mấy con quái vật á, và xây được một phần của cái căn nhà. Rồi thì trong cặp này mình sẽ nâng cấp cái bên này lên, mình sẽ không trồng cây nữa đâu, mình bây giờ mình sẽ trồng cái này thôi, không trồng cây nữa, mình sẽ trồng cái này và thu hoạch trứng để đem bán để kiếm tiền nhanh hơn. Trồng cây chặt lâu quá nên mất thời gian lắm. Rồi cho con gà nó ăn cái đó là tính sau, ăn đi gà. Tiếp theo là mình sẽ đem đi coi mình cần bao nhiêu cây nữa đây, còn có 13 cây ha. Bill chứ, đúng rồi bill. Quên, để coi mình cần nâng cấp cái gì đây. Mua cái này là cần 150 tiền và 10 cái miếng sắt, 10 cái cục sắt. Nâng cấp cái này lên thì cần tới 400. Chà, cũng cần cũng khá là nhiều tiền đấy. Cái này thì 110 nè, vậy là mình cần trước 260. Rồi. Bây giờ mình sẽ kiếm đủ 260 thôi, bây giờ mình sẽ đi đào đá thêm. Sắt thì đủ rồi đó. Sắt thì mình sẽ để im đó, không có đào thêm gì nữa. Này là gì đây? Tự nhiên mỗi chỗ nó đều có cho mình một cái rương. Ồ, nó lên được max 32 luôn rồi cơ. Vãi. Mình nâng cấp lên là nó lên được max 32 luôn rồi. Ok, vậy là bán được nhiều tiền hơn nữa. Ngon. Giờ là thoải mái thôi. Ấy, mình sẽ đi đào sắt. Thôi khỏi. Quay lại thu thập mấy cái này cái. Mình sẽ nâng cấp full cái này lên để mà ra nhiều con gà hơn. Ok. Ngon. Rồi, trồng tiếp thôi. Trồng đại đi. Yes. Quên đứng yên trọng cũng được, đâu cần phải chạy lung tung mất thời gian. Rồi đủ rồi, vô lụm trứng thôi. Giờ nó lên được 3 max 32 là quá khỏe rồi. Đấy, đi ra đào tiếp, cứ như vậy mà làm. Ồ, hình như mình nâng cấp cái chỗ để spawn chưa ta, chỗ spawn con mốt chưa ta. Ôi, đào đá lâu dễ sợ luôn. Mặc dù là full rồi đó, update là full rồi đó, mà đào nó vẫn lâu như thường. Đấy, đào thêm mấy miếng sắt nữa. Thôi mình thấy sắt khỏi cần đào đi. Ở thanh niên này qua đây chi đây? Giết vợ. Đi vô lụm trứng tiếp. Ok, thu hoạch xong đợt này mình sẽ đem đi bán ớt. Sắp thu hoạch được rồi. Nó màu xanh này chút đó, màu vàng rồi nè. Màu vàng là lúa chín. Ơi, ngon. Hốt xác nó liền. Tập trước là mình đã hoàn thành được hình như là khoảng 70% rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đem đi bán thôi. Khá là đã đấy. À, ông chủ ơi, bán hàng nè. Bán trứng đi, bán lúa nè. Với lại bán có nên bán đá luôn coi. Không biết nữa, không biết có nên bán đá không, nhưng mà thôi kệ, đá từ từ đi. Tại giờ tiền mình nó cũng được 300 mấy rồi. Tại vì chủ yếu là mình còn 260 thôi mà nó lên cái 350 là dư rồi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái kia lên được level 3. Đây, nâng cấp cái này đây. Yes, là coi như là full luôn rồi đó nha, là không còn gì nữa. Mình sẽ nâng cấp tiếp cái đâu, không phải nâng cấp mà là mua. Yes. What the hell, 400 lận. Tổng cộng là mình cần cái 800 tiền lận.
Quá mắc quá. À, để coi, hình như mà hồi trước mình quên mua cái gear tiếp theo, để mua thêm cái gear nữa. Ủa, không đủ hả? Không đủ thôi, khó tính thế. À, để coi mình trồng được bao nhiêu cái đây. Trồng được 15 cái. Tốc độ tăng trưởng là 1.5, gọi là nó nhanh hơn nhiều. Đấy, ok. Lên được 5 con gà thì phải. 5 con gà thì chắc nó cũng nhanh hơn. Ồ, hồi nãy mình quên coi mức là được bao nhiêu phần trăm rồi. Rồi, đợi đủ rồi, không cho thêm nữa. Thiệt tình. Đấy, 5 con gà một đống trứng luôn, lụm sướng tay. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. À, hiện tại vẫn còn lúa cho nó ăn mà. À, bây giờ là sẽ đi cần khá là nhiều tiền đấy. Bây giờ mình sẽ đi, không biết chặt mấy cái này nó có tiền không nữa. À, nó không biết nó có cần thêm cục sắt nào nữa không nữa, để chặt thử xem. Kệ nó, bây giờ sắt nó cũng nhiều mà, chặt hết luôn, đừng có rớt nha. Trời, hòn đảo trên mây rớt xuống là nát người luôn á. Đấy. Wow, quá trời luôn. Đấy. Tiếp thôi. Ok. Thời gian này làm gì? Thời gian này đi đào à, đi đi mai, không phải đi mai nữa mà là đi đi đào khoáng sản, đi đào sắt. Đào sắt đập đá đồ, thấy không? Giờ mình đang cần tiền thôi, chứ còn mấy cái kia là đủ hết rồi. Cần quá gì nữa. Kệ nó, mình cũng bán mấy cái này luôn đi chứ để làm gì giờ. Rồi. Quay lại bên kia tiếp. Wow, mới chặt đây được mà được 10 cục sắt rồi ha, nhanh dữ vậy. Qua đây thu hoạch lúa nè. Rồi. Ok. Chặt luôn. Ô chu 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 nó ăn lẹ quá, hết rồi. Khiếp, mấy con này ăn lẹ khiếp. Đấy, ok, trồng trồng thêm thôi. Trứng trứng nó đẻ ra quá trời luôn rồi kìa. Đấy. Yes, một cái nữa không, hết rồi. Rồi, đi vô thu hoạch trứng thôi. Được bao nhiêu rồi coi? 17, 18, 19, 20. Ô, mỗi lần thu hoạch được 20, được mỗi lần thu hoạch là được 20 cái. Ơi, đừng có mở cửa bậy chứ, con gà nó chạy ra giờ. À, mình sẽ đem đi bán thôi. Gỗ có đâu bán. Bây giờ chủ yếu là đi bán mấy cái này thôi, không bán gỗ nữa. Gỗ giờ là dục bỏ. À, mình sẽ bán đá với bán sắt luôn. Giờ hai thằng này chắc không không biết còn không, nhưng mà thôi kệ, nó cứ bán đi. Đi kiếm lại nhanh mà. Đấy. Ok. À, nhà mình ở đâu vậy? À đây. Được 494 rồi. À, mới mới đây mà nó xong rồi nữa nè. Đó, nhanh thiệt chứ. Xây thêm thôi. À, mình sẽ nâng cấp cái gì đây ta? Nâng cấp cái này đi. Wow, được căn nhà trên cây nè. What the hell, 600 lần hả? Mắc vậy? Ồ, có cái đường tắt, có một cái con đường đi lên nè. Trời ơi, ngon. À, đi trồng tiếp thôi. Wow, no. Giỡn hoài. Té xuống rồi dập mặt á. À. Yes, cho nó ăn thêm cái vô lụm trứng luôn rồi kính sau. Rồi xong, mình sẽ đi đào sắt. Thà là farm 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 quái mà còn có tiền thì còn farm, chứ mà farm quái trả được tiền được cái cúp đó, chứ được mấy cái ghi vô cái sự dễ sợ luôn.
ghi chả làm ăn được cái móc xì gì hết. À, hình như hồi nãy mình quên coi giá của cục đá với cục sắt là bao nhiêu rồi, để chút nữa đi ra coi thử. Ồ. Quá đã luôn á, bây giờ là đứng bây giờ là ngồi đi mai là quá đã luôn á. Giờ đâu còn bị gò bó nữa đâu, bây giờ chỉ có cần tiền thôi. Nó chưa gì được 7 cục rồi, cũng nhanh đấy chứ. Rồi, 10 cục thôi, 10 cục. Ê, hồi nãy mình đi, mình qua đi gieo ở đi gieo mầm ơi, thiệt tình chứ, đùa nhau à. Ơi, quên đi gieo, what the hell. Ôi, quên đi gieo thiệt tình chứ. Đấy. Ở thanh niên kia làm gì đây? Kính chồng ở đâu vậy? Ai cho chồng chùa vậy? Rồi, cho mấy gà ăn cái. Rồi, vô lụm trứng tiếp. Đẻ nhiều nha cu. Mày đẻ không nhiều là cho linh dĩa hết á. Bây giờ là cần thêm 400 nữa, nhiều đây bán chắc không đủ đâu. Mình sẽ đi đào tiếp. Đấy. Ok. Đấy, đi đào sắt tiếp. Ồ, thanh niên kia kính qua bắt bắt trộm gà kìa. Được chắc cho lên 20 cục sắt luôn đi. Để bán cho nó có giá một tí, để bán cho nó nhiều tiền một tí. Đấy, ngon. Ôi, giờ đi mà giờ đi đào sắt nó thấy phê quá. Chắc lên chém chém quái cho nó vui ha. Cố lên 3 cục nữa thôi. Ở 3 cục ở đây đủ luôn nè. 3 cục nữa rồi mình sẽ đi bán thêm lần nữa rồi đi lên đó đánh quái. Mà nó đánh quái gì chứ chết hoài à. Rồi, đủ. Đào thêm 2 cục đá nữa rồi đi luôn. Nó phải đào mất hết 4 5 cái đào, 4 5 cái mới mới hết được một cục đá. Lâu quá. À, thanh niên này vô đây làm chi không biết nữa. Rồi, thu hoạch tiếp thôi. Yes. Rồi, mình không cần phải trồng cây nữa, đem bán cái này cũng đủ có tiền rồi. Còn nhiều mà, khỏi cần. Ồ, sao nó đẻ ít dữ vậy? What? Mấy con gà này, mày đẻ ít quá giết mày bây giờ. Rồi, đè, quên. Lại quên nữa, quên chồng. À, giờ phải ngồi chồng mấy cái này nữa. Thiệt tình chứ. À, ok, đủ 15 cái rồi. Đây, đi bán thôi. 206 nè, 104 nè, với lại cục sắt nữa là châu lên cũng được khá là nhiều tiền ấy. Đá bán được có 20 à, sắt là 6 6 đã 6 đã 6 đồng một cục. Ôi, nó nấu sắt hay là nó nấu cái gì hay là nước lèo vậy? What the hell? Nhìn như nước lèo ấy. Được 598. Trời, không được 600 nữa. Rồi, à, mình sẽ mua cái này thôi. Ok, hình như là xong được căn nhà rồi. Đúng không ta? Ừ, đúng rồi, xong căn nhà rồi.
Bây giờ mình chỉ còn cần thêm khoảng 600 với lại ngàn mấy nữa, 600 hoặc 600 với 800, hình như mình nghĩ mình đoán là vậy. 600 với 800 là mình sẽ hoàn thành xong cái game này. À ok, vậy là được rồi. Quá đã luôn. Rồi, chồng tiếp thôi. Ồ, nó lên được max 40 luôn kìa. À, cái nhà đó không phải là cái nhà thường mà là cái đó là gọi là cái kho. Ủa cái kho bự dữ vậy. Ủa đây cũng có cái kho, là cái kia là cái kho gì nữa. Có đùa à. Ủa mình lên cái đó xong là được 40 luôn rồi kìa. Từ 32 lên 40 luôn. Rồi hết đồ ăn cho gà rồi. Nhanh thế, mấy con gà nó ăn ham, nó ăn hào quá mà. Rồi giờ đi lên chơi với quái thôi. Mà trước khi lên để mình đi tham quan hai cái đảo, cái đảo mới đó mà nãy mua xong mà chưa kịp xài, chưa kịp tham quan. Đây cái này xây xong là cái ngôi nhà trên cây nè, mà nhớ trong Skyblock làm quái gì có ngôi nhà trên cây trời. Ồ, lên được trên đỉnh luôn. Đù là thấy hết những cái hòn đảo của mình rồi đấy. Đấy, đây là cái đảo của mình đây. Wow, hoa đi thôi. Để vô đây thử coi nó có cái gì không. Nè, nó có cái rương nữa nè. Đó. Nó xây xong cái nhà luôn rồi. Đẹp vãi. Wow, nguyên màn tivi màn hình cong luôn. What the hell? Ủa, tivi màn hình cong luôn kìa. Của Samsung à. Cái giường nè. Ồ, đây là cái nhà bếp. Quá đẹp. Nhà mình ngoài đời mà cũng muốn được như vậy nữa. Ủa, sofa nè. À, hỏi ngồi coi tivi là hết bài luôn á. Hết sảy con bà bảy luôn. Rồi, bây giờ mình đi vô giết giết quái hồi nãy mình cần bao nhiêu ta? Có 6 cái nè, bây giờ mình sẽ cần thêm khoảng mấy cái quên rồi. Chắc là 8 cái thì phải. Ai ơi không, con quá con mốt đánh mình đúng 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 hạ đúng đúng mắt đúng nhiều máu luôn. Rồi một con nữa. Rồi ok. Thì được rồi, nó chết mình chết là được rồi, nó không chết mà mình chết mới mất công á chứ. Rồi đi xuống dưới thôi, như vậy như đây là đủ rồi. Ở đây nhảy xuống được không? Ôi xa quá không nhảy được. Đi qua đào thêm cái nữa rồi đem bán. Giờ mình nghĩ chắc mình cần thêm khoảng 1.600 nữa là đủ. Ở mình gà nó ăn đúng hao luôn. Khiếp đảm thiệt. Ai trồng tiếp thôi. Canh mệt quá nên lít đại luôn. À, ok. Chắc đủ rồi đó. Ồ chưa nữa hả? Nhiều thế. Rồi, đủ rồi. Ôi gà đẻ trứng ít chứ ta. Ôi mấy con này nó ăn thì nhiều mà nó đẻ thì ít. Bắt đầu đẻ ít hơn rồi. À, bán tiếp 196. Ít quá. Được 400 mấy à, chưa có đủ. Đó, lại thêm một thanh niên đi qua nhà mình đó. Qua đây làm gì không biết nữa. Quên á, coi thử coi được bao nhiêu phần trăm rồi, sao họ đi ra đi vô hoài quên coi. Đấy, 84%. Mới có 84 thôi hả? Vậy là còn xây cái gì nữa? Chứ xây cái này không thì làm gì mà 84, phải là 90 mấy chứ. Không biết trong cặp này xây xong không nữa. Ok, cố gắng trong cặp này xây xong luôn chứ để làm cái gì vậy? Ai? Ồ, gà đẻ trứng ít quá gà ơi, mày đẻ trứng ít quá làm sao mà có bán được. Ôi.
Nó ăn thì nhiều mà nó đẻ thì ít. Ủa sao còn có bốn con gà vậy? What? Đùa à? Ủa năm con gà mà sao hỏi? Ôi nó chết rồi. Có con nó chạy đâu vậy? What the hell? Gà mà nó cũng chết nè. Hèn chi sao mình thấy trứng nó ít hơn. Chả hiểu. Rồi mình sẽ đi lên giết à, mà khỏi khỏi cần giết quái, mình xuống đây mình vô mình mua luôn. Tại hình như hồi nãy là mình giết cũng được vài con rồi ấy. Để coi cần thêm nhiêu nữa, 12 cái, đi lên giết quái thôi. Để coi cái gear tiếp theo của nó là gì đây. Cái gear này vô dụng dễ xả luôn, không có xài được. Ồ, thanh niên này vẫn còn trồng cây kìa. Ờ mình cái gì nào ta? Cái này hả? Ok, bay. Bay là bay nhanh quá. Họ đi xuống dưới quái thôi. Không làm cho mèo nữa. Ờ đánh xong một con là mất hết nửa cây máu rồi. No. No, trời ơi. What? Ok. Ôi, ôi con zombie này là máu trâu nhất luôn nè. Chơi Minecraft là mình sợ nhất là đánh mấy con nhện á. Nó nhả độc ra là mất máu. Đấy. Giết còn một chút sáu, một chút xíu máu mà giết được cũng khá nhiều ấy. Wow. Chết, chết mày chưa? Chưa chết nữa hả? Ôi đù. Vãi, mình chết luôn. What the hell? Mấy cái rồi? Ồ, 34 cái lận. Thoải mái đi. Thoải mái đi, không có sợ. Họ mới giết có vài con mà lên được 34 là thoải mái lắm luôn rồi đó. À, bây giờ mình sẽ lại Ồ, mấy con gà này ăn, mấy con gà này giờ dễ chết quá nên là mình phải cố gắng chăm sóc nó tốt hơn tí. Rồi nó mà chết. Trời ơi, gì mà không đẻ một cái trứng nào luôn vậy? What the hell? Ủa là bị dịch cúm gia cầm hay bị gì ấy? Ủa không thèm đẻ luôn à. À không thèm đẻ trứng luôn à. À buồn buồn thì chứ cho nó ăn mà nó không đẻ. Bây giờ làm sao mà có tiền đây? Thiệt tình chứ. Đừng có đùa vậy chứ. Đang cần tiền, à, đang cần trứng mà. Thôi nâng cấp tiếp thôi. Đây, mua. Tiếp luôn, mua. Yeah, ok, hình như là mình full rồi đó. Còn lại cái này nữa, để coi bao nhiêu phần trăm rồi. Chắc cũng được 90 chưa? 94 rồi, ok, vậy là xây cái này nữa là xong. Mà giờ con gà nó không thèm đẻ trứng thì là quái gì, làm gì có đồ đâu mà. À, bắt đầu quế mấy con gà rồi đó, nó không đẻ luôn rồi. Ê mày đùa với tao hả gà? Mày không đẻ sao có tiền mày? Quá. Lâu quá. Ok có rồi. Chắc mình sẽ trồng thêm cây quá. Dù sao cây nó cũng chặt nhanh hơn đi đào đá mà. Đấy. Ồ giờ gà nó không thèm đẻ trứng nữa, làm sao mà có trứng đây? Chết con mà đã gì nó còn đình công nữa chứ nó mình không cho nó ăn nó đình công, giờ nó không thèm đẻ luôn à. Tao lỡ quên thôi mà sao cô bay bây giờ cô bay hành coi giờ không đẻ nữa, thiệt buồn thiệt chứ. Giờ phải ngồi trồng cây, đem đem chặt cây nè.
Kệ nó kiếm được đồng nào hay đồng đó, giờ đang thiếu tiền mà. Rồi, xong. Nó có đẻ nữa không vậy? What? Mày ăn thì nhiều, sao mày không đẻ cái thằng khỉ? Bốn thằng khỉ lận cho mấy năm chết con rồi, nên giờ còn lại bốn thôi. Thôi để kệ nó, đem bán bớt đi được nào hay đó. Đấy, ok, được 600 rồi đó. Bảo đảm là cái cuối cùng sẽ là 800, chắc luôn. Cái cuối cùng 800 là mình phải để dành, hơi bị lâu ấy. Mua nè, cái cuối cùng. Ồ, có 700 à, ok. Nói chung là cũng đỡ. Đó, lên mát được 48 rồi nè, ha. Nâng cấp mấy cái này, nó tăng lên cho mình. Giờ là không riêng gì cái nhà đó mà nâng cấp cái nhà. Cái này lên là đủ, cái này không là đủ lên này. Rồi, trồng tiếp thôi. Ông gà không thèm để trứng luôn rồi, nó ăn thì nhiều mà nó không thèm để trứng. Quế thiệt chứ. Chắc vô làm cái canh hết quá. Rồi, đủ chưa? Chắc đủ rồi đó. Ok, nói gì nói chứ vẫn cho mày ăn cái. Rồi, bây giờ chặt gỗ thôi. Kệ nó cố gắng kiếm kiếm nhiều nhiều tiền tí. Đi đào đá thì lâu quá, giờ chặt gỗ nó nhanh hơn mà. Đúng không? Chặt này xong là cái cây lúa nó cũng mọc lên vừa đủ luôn. Là đi gặt thêm lần nữa là đem đi bán được rồi. Lúa lên đủ luôn không? Trời ơi gà ơi, mày ăn mày đẻ trứng giùm tao đi, cái đi gà mày ăn thì nhiều mà sao mày đẻ không có nhiêu. Buồn quá. Vãi cả gà. Được 40 gỗ rồi, chắc cũng được 160 tiền chứ. Có 160 thôi đó. Rồi đem đi bán luôn. Không 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 có để nữa. Nè 160 nè, biết chắc mà. Bên kia cũng vậy, cái kia cũng 160 luôn. Ôi ít tiền quá. Cái lũ gà này nó không thèm mà nó không thèm đẻ hay làm sao mà mình có ở đây trời. Ồ được 300 mấy. Ủa đào cực khổ luôn, được 300 mấy. Buồn nha. Giờ trứng không có luôn á. Quế quá, hồi đi đào sắt đi. Thấy đào sắt nó có tiền hơn á. Đào sắt, dù sao đào sắt nó cũng có cái sáu tiền lận. Dành thời gian đó đi đào sắt. Rồi ok, mình nghĩ chắc là mình không cần phải trồng thêm đâu, tại vì mình hồi nãy giờ mình đi đào cũng được 30 sắt với lại 45 cái lúa rồi thì bán cũng được 700. Thì xong cái này chắc mình nghĩ là nó sẽ hoàn thành luôn cái game này rồi. Coi như là phá đảo rồi đó. Sắt là bán ở bên Blackmill. Blacksmith chứ, lộn. Đó, được 108 lận. Yes, 712. Ok, bây giờ mình được bao nhiêu rồi? 97%. Đó, thấy biết mà. Bây giờ xây thêm này nữa là 3%, nữa là 100%. Để coi 100% nó có thưởng mình gì hay không đây. Còn cái cuối cùng này, mua luôn. Ôi, chả được cái gì hết. Nó không có thông báo là hoàn bạn đã thành công hay là gì hết. Chỉ có cái biển báo này là để 100% thôi. Đấy. Rồi thì ok, bây giờ mình sẽ đi dạo thử coi. Coi cái nhà mới này nó có cái gì không. Đấy. Hồi nhỏ khoái leo bằng kiểu đó lắm. Ôi ơi, cái nhà, cái cây cúp cao quá mà. Wow, nhà trên cây này cũng được cái chứ.
Wow, ok. Yes. Đi cầu cầu xuống nào. Ôi, cầu cầu cái này dập mặt chết. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong cái game này rồi. Thì mình sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như các bạn nào thích thích á, thì hãy like, share video này và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video ấy nhé. Bye bye.